mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Không biết là mọi người nhìn mẫu laptop này đã quen mắt chưa nhở? Thì đây thì chính là HP Victus 16. Hai tháng trước thì HP đã cho ra mắt một dòng sản phẩm laptop gaming mới với mức giá ra mắt thị trường là 23 triệu đồng. Một mức giá khá là ổn và có thể coi là rẻ trong phân khúc laptop gaming dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Cấu hình của em nó hình như sẽ là AMD và RTX 3050 mà mình đã có review trước đó rồi. Lần này thì HP Victus 16 lại cho ra mắt tiếp một sản phẩm nữa. Thế nhưng mà với mức giá nhỉnh hơn một chút chính là 31 triệu đồng. Vậy thì sự nâng cấp có xứng đáng với mức giá hơn 31 triệu đồng này không? Thì cùng mình vào video nhé. Đầu tiên về phần thiết kế trước nhá. Thiết kế thì vẫn giống y hệt so với phiên bản mà mình đã từng review. Thì mình vẫn sẽ phải dành lời khen cho HP vì thiết kế vô cùng hoàn thiện, chỉnh chu và chắc chắn. Toàn bộ máy thì được làm bằng nhựa. Tuy nhiên vì laptop 16 inch thế nên là trọng lượng đối với cá nhân mình sẽ là khá là nặng. Ở đây sẽ là trọng lượng là 2,5 kg. Vẫn sẽ là thiết kế thon gọn với các đường cắt vuông vức này. Tổng thể máy khá là mỏng, thế nên là khi nhìn vào sẽ cho một cảm giác thanh thoát. Và sở hữu màn hình ở đây là 16.1 inch. Thế nhưng mà kích thước của HP Victus 16 khá là tương đương với những mẫu laptop 15,6 inch trên thị trường, vì vẻ ngoài của nó khá là mỏng nhẹ. Lớp vỏ bên ngoài này thì được phủ sơn đen nhám này. Bề mặt siêu mịn, không phải bám bụi và vân tay một chút nào cả. Ở giữa thì sẽ đặt logo hình chữ V thể hiện cho dòng Victus được tráng bạc giống với các logo của các dòng laptop văn phòng của HP. Sở hữu một khe thoát gió tản nhiệt được thiết kế thành đường rãnh lớn phía sau máy cùng với hai quạt tản nhiệt lớn ở hai bên này. Ở đây thì lồng gió lớn sẽ tăng cường khí lưu thông và cho khả năng làm mát tốt hơn. Và nếu như các bạn để ý kỹ một chút thì HP đã làm tăng tính nhận diện thương hiệu của mình bằng cách là thiết kế các khe thoát gió tản nhiệt này cũng là hình chữ V luôn, giống với cả logo. Về phần bản lề thì bản lề này các bạn hoàn toàn có thể mở được bằng một tay. Tuy nhiên thì sự rung lắc ở màn hình vẫn có. Điều này thì cũng đã xảy ra ở phiên bản trước đó rồi, và mình nghĩ thì chắc cũng phải mất một thời gian nữa thì HP mới có thể khắc phục được điều này. Tuy vậy thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều trong quá trình sử dụng của các bạn cả. Thì mình chỉ có một lưu ý là khi mở máy ra thì các bạn nên cầm vào chính giữa thay vì cầm vào hai bên thế này, tránh tình trạng mở lên ở hai bên quá nhiều, vì khi dùng sử dụng một thời gian thì rất dễ làm hỏng màn hình của các bạn nhé. Laptop gaming thế nên là phần nâng cấp duy nhất và cũng đáng giá nhất của Victus 16 phiên bản này chính là phần cấu hình. Ở đây chúng ta sẽ có là Intel K711800H, 8GB RAM và có hai khe để các bạn tùy chọn nâng cấp, tối đa sẽ là 64GB. Về SSD thì sẽ có hai khe đã được lắp sẵn, một thanh 512GB và một thanh còn lại là 32GB 3D Express Optane, sẽ giúp tăng hiệu suất đọc ghi của SSD thêm một chút. Và ngoài ra thì với hai khe SSD M2 thì cũng có thể sử dụng chạy ở chế độ RAID 0 cho khả năng đọc ghi dữ liệu cực kỳ nhanh, và cũng có thể nâng cấp lên là ổ cứng tối đa là 2TB. Với sự kết hợp của RTX 3050 Ti nữa thì thường thì 3050 Ti sẽ được tích hợp chung với dòng chip H thế hệ thứ 11 của Intel. Việc trang bị RTX 3050 Ti này thì HP Victus 16 sẽ được gia tăng đáng kể hiệu năng về mặt đồ họa, sẽ đảm bảo mượt mà khi mà các bạn trải nghiệm các tựa game AAA. Thêm vào đó thì 3050 Ti sẽ được cả trang bị công nghệ là Ray Tracing cùng với tần số quét sẽ là 144Hz thì sẽ đem lại trải nghiệm hình ảnh trong game rất là rõ nét, nhìn thật hơn. Nói chung là cực kỳ thích mắt khi mà các bạn tập trung vào chơi game.
Vừa rồi qua phần test game thì cũng có thể thấy được là nếu như mà các bạn cần xử lý các tác vụ khác như là Photoshop, Premiere thì RTX 3050 Ti cũng sẽ dễ dàng xử lý được. Tuy nhiên thì mình nghĩ đây sẽ chỉ là laptop thuần gaming thôi, vì màn hình này sẽ là một mẫu màn hình cơ bản. Ở đây thì là sẽ là màn hình 16,1 inch rồi này, Full HD, tấm nền IPS, màn hình là màn chống chói. Ở đây độ sáng chỉ có là 250 nits, 69% sRGB và 45% NTSC. Thì mình nghĩ là sẽ không phù hợp để làm các tác vụ đồ họa chuyên sâu, mà chỉ nên dùng để chơi game, giải trí. Và nếu như các bạn vẫn muốn dùng để chỉnh sửa ảnh thì phù hợp với các tác vụ đồ họa đơn giản mà thôi nhá. Chuyển dưới phần bàn phím thì độ nảy tốt, hành trình phím sâu, có bàn phím số. Mức độ hoàn thiện ở đây thì chắc chắn và có cả led nền trắng. Và nếu như mà có một điều gì đấy chưa hài lòng ở phần bàn phím này thì mình nghĩ chắc chắn là chưa được trang bị led RGB, điều mà các game thủ cực kỳ yêu thích. Phần touchpad thì kích thước lớn, tracking mượt, có thể thay thế chuột rời tạm thời được. Phần cổng kết nối ở đây thì chúng ta sẽ có là một cổng USB Type-C, 3 cổng Type-A, một cổng HDMI, một jack audio combo, hay thẻ SD và mạng LAN RJ45. Nói chung là rất là đầy đủ các cổng kết nối để cho các bạn có thể kết nối các thiết bị ngoại vi. Và cuối cùng thì với chế độ bảo hành lên đến 1 năm tại nơi sử dụng thì phiên bản nâng cấp của HP Victus 16 này các bạn cảm thấy như thế nào? Bình luận phía dưới để cho mình biết nhé. Cũng như là đường link sản phẩm này, các chi tiết khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay phần mô tả cho mọi người có thể click vào luôn. Và hẹn gặp mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.